xe đem về là mình tháo banh ra liền. Những cái việc mà mình làm đầu tiên trên cái xe này các bạn, những cái việc mình làm á thì hầu như chỉ có mình làm thôi, ít ai mà làm lắm, và thậm chí có thể là không ai làm luôn. Bất cứ một chiếc xe nào khi mà mình mua về á, mình đều phải làm cho cái dây ga này nó nhẹ đi. Ga xe nào cũng nặng hết. Đầu tiên á, là ga nó nặng á, là vì nó có hai dây ga nè, một dây kéo và một dây trả về. Dây này làm với mục đích là an toàn là trên hết, theo cái tiêu chuẩn bắt buộc quốc tế. Chứ còn trước đây thì xe chỉ có một dây ga, vì họ phòng cái người cái trường hợp mà ví dụ như cái lò xo này á, cái lò xo nó cái lò xo này nè, để mà nhả ga về nó bị đứt, bị gãy gì đó, thì nếu không có cái dây ga ngược á thì mình sẽ bị treo ga, đúng không? Ga mình trả về không được, thì cái dây ngược này nè, mình sẽ kéo ngược về được, tức là mình trả ga về là cái cọng dây này nè, nó sẽ kéo bắt buộc là cái bướm ga này nó trả về lại vị trí thấp nhất. Nhưng mà cái trường hợp đó thì gần như là rất khó xảy ra, hiếm. Nó chỉ là một cái tiêu chuẩn an toàn thôi. Mình có thể control được cái xe mình, kiểm soát được nó tốt nhất thì mình không cần. Và nếu trong cái trường hợp mà đứt dây ga đó hy hữu các bạn, thò tay lên bấm này tắt cái bập là xong, tắt động cơ nè đó. Còn không nữa thò tay xuống tắt ổ khóa, xong. Cái trường hợp đó nó quá hiếm xảy ra, nó khó xảy ra và mình không cần thiết, mình mới bỏ bớt một cái dây ga đi. Và cái việc bỏ dây này nó đã làm nhẹ đi một phần đáng kể, kèm theo đó là cái lò xo trong này nè các bạn. Cái lò xo này mình sẽ giảm cái biên độ căng của nó lại bằng cách là uốn nó lại, thì cái lực trả của nó nhẹ đi bớt nữa. Và nhờ hai cái yếu tố đó, một là bỏ bớt một dây ga, hai nữa là giảm cái sức căng lò xo, và mình có một cái dây ga rất là nhẹ. Bao đời xe mình chạy đều làm cái việc này rồi nha. Bất cứ chiếc xe nào mà mình gọi là gắn bó với mình đều làm cái dây ga rất là nhẹ. Khi mà mình có cái dây ga nhẹ như nè, chạy cái cảm giác xe nó rất là vọt. Mình vặn ga nặng thì cảm giác xe nó nặng, mình vặn ga nhẹ là cảm giác xe nó nhẹ, nhưng mà nhẹ với cái mức vừa đủ nha, chứ không phải là nhẹ khủng khiếp đâu. Nhẹ khủng khiếp là mất an toàn thực sự đó. Ga thì luôn luôn giữ một cái độ rơ an toàn, không có chỉnh dây ga căng hết cỡ nha. Ví dụ như vậy mà vặn nó và bắn lên rồi là nó sai á, phải có cái rơ như vậy nè, đó, một khoảng rơ. Rồi, dây ga của mình đã hoàn tất rồi. Cái việc thứ hai mà mình nghĩ cũng chắc là không có mấy ai làm đâu, đó chính là mình điều chỉnh lại cái biên độ của cái tay thắng này nè. Cái tay thắng này á, với cái biên độ gốc á, dành cho số đông người chạy, tức là những người to lớn. Khi mà mình chưa có xử lý á, thì nó ra tới ngoài này rồi. Nó sẽ dài ra tới đây. Mình sẽ uốn lại, uốn cho cái phần gốc này nè, uốn bẻ cong nó vô lại một chút. Thông thường là mình phải với cái ngón tay ra bóp. Bóp thắng rất là cực đúng không? Người tay to không nói, người tay mình cũng nhỏ nhỏ à. Thì cái giờ bây giờ cái tay thắng mình á, nó cái hành trình này nó hẹp bớt lại, thì mình bóp nó rất vừa tay. Vì cái tay thắng của mình là nó không có nấc số chỉnh nha. Những cái xe, bởi vậy những cái xe mà xe cao cấp, phân khối lớn hay là tay thắng độ của các bạn, nó có cái nấc chỉnh là vậy, để phù hợp với tay từng người. Nhưng mà ở đây không có, thì mình sẽ phải tự chỉnh bằng cách là phương pháp cơ khí, đó là uốn cong nó lại, cho nó cong vô trong bớt chút xíu, nó vừa tay. Cả hai bên mình đều làm như vậy nha. Bây giờ cái tay mình đưa lên bóp rất là vừa tay, bóp thắng xuống lắm. Cái tiếp theo nó chính là cái việc bóp thắng mới đề được, đúng không các bạn? Xe đó đảm bảo cái tiêu chí an toàn của nó là bóp thắng mới đề được. Để làm gì? Để mình lỡ mình vặn ga lên á, thì nó đã khóa thắng rồi, xe không có vọt lên được. Nhưng mà cái việc mà mình đã có kỹ năng chạy xe quá tốt rồi, cái việc đó nó không thể xảy ra được. Mình kiểm soát được cái xe mình thì luôn luôn vậy, mình chỉ bấm đề và rồi mình chạy, mình vặn ga, không thể xảy ra trường hợp mất kiểm soát đó. Cho nên là cái việc bóp thắng mới đề được nó gây bất tiện lắm. Và suốt bao đời xe mình chạy xe tay ga có chức năng bóp thắng mới đề được thì mình đều cắt bỏ nha. Từ những chiếc xe đầu tiên mình đi tay ga như là Airblade 2014 bị cầu mình đã làm rồi, tới giờ mình đi ra được qua rất là nhiều xe, dòng xe tay ga khác nhau, nhưng mình đều làm cái tính năng này. Thì tính năng nó đơn giản vậy thôi. Cái tay thắng trước, tay thắng bên bóp thắng đề nè, nó có hai nấc, nó có hai, thực ra ở trong cái cụm công tắc này các bạn, nó có hai cái công tắc là cái cụm này nè. Một cái công tắc là bóp nhẹ là đèn thắng nó sáng, các bạn nhìn cái cửa nhà này mình thấy là đó, bóp thắng là nó sáng. Còn một cái nấc sâu hơn á,
bóp sâu hơn nữa thì cái công tắc của cái đề á, cho đề nó mới đóng lại cho mình đề được. Thì cũng đơn giản thôi, có hai cọng dây nè các bạn, cắm vô trong, có hai cọng dây cắm vô trong cái công tắc này, mình gỡ ra rồi mình làm cái cọng dây mình nối tắt lại, bấm code sỏ chống cách điện, cột băng bó cẩn thận đàng hoàng nha. Đây nè, nối tắt nó lại, có nghĩa là lúc nào cũng dường như là mình đang bóp sẵn rồi. Thì bây giờ mình chỉ cần bấm đề là nổ. Thử cho bạn coi nè, bình thường á, là phải bóp thắng rất sâu mới đề được nha. Còn mình chạy xe mình ghét cái trò đó, bấm cả đề luôn. Bấm mấy cọng bạn coi nè, khỏi cần bóp thắng bóp đồ gì hết. Ok không? Ngon lành cành đào. Chạy xe là phải chạy vậy. Khi mà đã có nhiều kỹ năng kiểm soát xe quá tốt rồi thì mấy cái tính năng an toàn dành cho số đông đó, nó lại không dành cho số lẻ. Số đông là số đông trên tất cả mọi người. Còn nếu bạn mà cảm thấy bạn khác mọi người thì bạn làm theo cái ý thích của mình vẫn tốt hơn. Rồi, cái tiếp theo thì cái này là đại trà rồi. Nhưng mà có một số người thì nghĩ rằng là nó hại xe, nhưng mình khẳng định chế công tắc đèn nó chẳng ảnh hưởng gì tới cái xe của mình. Bây giờ xe của bạn có tắt đèn hay là không tắt đèn, nó chỉ khác cái chỗ là cái đường dây á, nó qua công tắc này thôi. Đường dây ra đèn á, nó qua công tắc này. Xe hãng cũng vậy, xe mà có công tắc đèn với không tắt đèn thì nó cũng như nhau à. Chứ nó không khác gì về cái cơ cấu của bộ sạc hay là IC thì bất cứ cái gì hết. Có tắt đèn là người ta đưa qua công tắc, mà không có công tắc đèn thì người ta đưa dây điện thẳng vô đèn hết, đúng không? Đó, nhiều bạn kêu chế hại, bên cái bé đó đi ha, không có hại đâu nha. Chính xe nhà mình làm luôn chứ không phải là mình làm cho khách mình lùm tiền rồi xe của nhà mình không dám chế nha. Đó mới là chuyện nghịch lý. Mình xe nhà mình á, là luôn luôn phải chế công tắc đèn mình mới chạy được nha. Để công tắc đèn rất là bực bội. Nhưng mà xe nhà thì mình làm thêm một cái tính năng đó nữa là nấc đầu tiên là mình bật đèn. Nấc thứ hai á, là mình chế thành hazard. Chức năng này cũng khá là hay vì mình tận dụng được một cái công tắc, mình dùng cho hai mục đích. Nó gọn, sạch, dễ xài. Sải này là dễ xài nhất rồi. Đó. Tại vì khi mình đã hazard, đã cảnh báo rồi thì tất nhiên là mình cần bật đèn luôn. Đó. Chứ mình mà làm hazard nước này rồi mới cuối cùng muốn bật đèn là thua luôn nha. Có nghĩa là mỗi khi muốn xài đèn lúc nào cũng hazard là không được. Cho nên nấc đầu là nấc bật đèn, nấc cuối là nấc hazard nè. Ngon lành. Khi em bật hazard cảnh báo là bắt buộc phải có bật đèn cảnh báo theo luôn, đèn trước sáng theo luôn. Ngon lành, sạch sẽ. Cho các bạn coi luôn ở phía trong mình làm như thế nào ha. Nè, những cái gì mình làm là chắc chắn là phải gọi an toàn và sạch sẽ rồi. Công tắc của mình nhét vô là có một cái bát CNC nha, bát nhôm CNC nha, chứ không phải là inox cắt laser đâu. Inox cắt laser không có cửa với cái bát này đâu các bạn. Bát này rất là đẹp và sạch chắc. Cắm cái kịch vô cái là như cứng nhắc cái công tắc luôn nè. Rồi nhấn không có ra được luôn, nhấn lòi tay cũng không ra được. Còn dây điện của mình là bọc fiber, rồi băng bó gọn gàng đi sạch sẽ. Rồi còn một cái món nữa các bạn. Món này mình nghĩ chắc chưa ai làm. Món này chắc có mình làm à. Mình gỡ bỏ cái miếng này các bạn. Ở trong cái đèn sau á, nó có hai cái miếng nhựa. Một miếng nhựa trắng, một miếng nhựa đỏ. Cái miếng này nó có cái tác dụng là để tản cái ánh sáng đèn led ra cho nó vân 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 theo cái ý thích của nhà thiết kế. Nhưng mà mình thấy cái này nó xấu quá, nó không có, nó nhìn vô nó không có ra cái bản sắc của đèn led tí nào hết, quá xấu đi. Các bạn cứ ra đường để mấy con SH Việt Nam 150 tới 350i nè, nhìn cái đèn sau nó trắng phèo à, không có cái bản sắc gì của đèn led đâu nha. Thì bây giờ mình gỡ hai cái miếng này ra, gỡ hai miếng này không ảnh hưởng gì tới đèn sau hết. Cái kết quả mà mình nhận được á, là một cái bộ đèn nhìn vô nó ấn tượng hẳn luôn, mang cái bản sắc rất là ấn tượng. Nhìn qua cái camera này các bạn sẽ thấy nó không có đẹp cho lắm đâu, nhưng mà nhìn ở ngoài rất là đẹp. Bóp thắng các bạn mới thấy đẹp. Đó, bóp thắng là rực rỡ luôn. Còn để cái miếng mica kia mình bóp thắng lên nó sáng mờ lắm, cụ bắp lắm. Rồi bây giờ còn một cái nữa mà mình làm, mình nghĩ cũng không ai làm luôn. Mình chơi toàn mấy cái không ai làm hết trơn đó. Mình làm trên xe nhà mình chạy thôi. Cái nút kèn này các bạn, nút zin nha. Mấy bạn đang chạy xe này để ý nha. Khi mình bấm vô nó sực 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 sực.
Tại vì nó có một cái viên bi ở trong này nè. Mình ráp vô rồi nhưng mình không quay cho anh em coi được. Nó có một cái viên bi trong này, nó làm cho việc mình bấm vô nó sực 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 cái tay, nó khó chịu lắm. Cho nên là mình tháo bỏ viên bi đó để cái mút càng mình bấm rất nhạy nha. Mình có thể nhấm bấm liên tục được. Đó. Rất là dễ thao tác. Hơn là so với cái viên bi, nếu mà có cái viên bi các bạn bấm nhanh không có được đâu. Bấm viên nó sực 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 là mình chỉ bấm được với tốc độ như này thôi. Đó. Còn cái nút mà nút mình bỏ viên bi đi đó là mình bấm thao tác rất là nhanh luôn nè. Đó. Càng thì mình đang chờ chế, mình đi gắn relay trước. Đi điện relay sẵn hết rồi, giờ mình chờ mình gắn cặp càng vô nữa thôi. Và đây là sản phẩm độ của mình sau khi hoàn tất. Một sản phẩm mà trên SH đời 150 của mình cũng đã có, và bây giờ trên SH350 cũng phải làm. Không thể thiếu đối với mình, đó là một hệ thống đèn Dummy kết hợp xi nhan. Mình có hai cái đèn xi nhan LED rất là tốt rồi, sáng, đẹp, xịn sò. Thì mình tận dụng nó để mình kết hợp làm luôn chức năng Dummy. Thì khi xi nhan, mình sẽ tự chuyển qua chế độ xi nhan. Xi nhan bên nào chớp bên đó, bên này còn lại tắt để tăng cái tín hiệu cảnh báo xi nhan. Bởi vì nếu như bên này còn sáng thì bên này chớp thì nhìn nó không có đẹp bằng cái việc là mình tắt nó đi. Và khi mình tắt xi nhan đi thì lập tức đèn sẽ trở về trạng thái là Dummy. Còn đây là chế độ Hazard của mình. Bật nấc đầu tiên lên là bật tắt đèn. Nấc thứ hai của mình là nấc Hazard. Mình sẽ có đèn ưu tiên cảnh báo mà trên xe nguyên bản không hề có chức năng này. Chức năng này cũng rất là cần thiết cho những chuyến đi tour dài, hoặc là bạn chạy ở tốc độ cao thì bạn nên bật cái này, nên để người khác có sự chú ý tới mình nhiều hơn để tránh né mình. Trên xe của mình là mặc định là mình đã có một cái nút passing rồi nha các bạn. Nút passing nằm ở đây, nhưng mà cái nút passing này mình ghét xài lắm, bóp khó, bất tiện. Đó nè, cái ngón này mình đưa lên đây mình cảm thấy bóp nó khó chịu lắm. Và cái ngón trỏ này, ngón là bóp xuống nhất, mình mới dời nó ra một cái nút passing ở đây. Mình chế ở đây, mình chế vô đây, bóp passing xuống hơn nhiều. Và thậm chí mình có thể vừa bóp kèn vừa bóp passing cùng lúc được luôn. Còn nếu mà xài cái nút passing zin của mình thì mình chỉ chọn một trong hai thôi. Mình có thể chỉ là bóp kèn hoặc là passing thôi, không sử dụng cả hai cùng lúc được. Nhưng mà với cái nút passing ở đây thì mình xài cả hai cùng lúc được luôn. Đó, thử cho anh em coi, vừa kèn vừa passing luôn, thoải mái luôn. Trên xe mình được trang bị một cặp kèn khá là xịn sò nha anh em, cặp kèn Denso sò. Đây, cặp này nó mới đủ gọi là cái âm lượng để gọi là sử dụng trên những cái tốc độ cao. Còn mà kèn zin thì nó không đủ khả năng, nó nhỏ quá, nó không có điểm gì nổi trội hết. Nên là các cái đời xe của mình đi từ AB, PCX cho tới SH các đời thì mình đều sử dụng kèn sò Denso. Mà cái tiêu chuẩn kèn sò Denso này nó cao hơn so với những dòng trước của mình, đó là nó có cái miệng chống nước luôn. Và mình đã chế nó vô đây rồi, một cặp ở trong cái kho văn đây. Mình chế một cặp vô trong đây. Thì cái việc chế trên SH này nó dễ hơn SH đời cũ một chút, là bởi vì cái khoang ở trong cái SH350 nó rộng hơn các cái dòng SH150 nên chế nó cũng khỏe hơn, cực kỳ đã luôn. Âm thanh qua điện thoại quay nó không đã bằng ở ngoài nghe, rất đã. Anh em coi thì xem mình thì cũng khá hấp dẫn rồi đó, nhưng mà rất tiếc phải thông báo với anh em quý vị quý khách ở đây, đó là những cái gói độ này là độ riêng cho mình xài, mình không làm cho xe khách hàng nha. Với trên xe khách hàng thì mình chỉ độ hai món thôi. Món thứ nhất đó là mạch tăng sáng Platinum. Mạch tăng sáng giúp cho độ sáng cải thiện hơn zin gấp 5 lần, đi đường rất thoải mái, dễ chịu, an toàn. Và món thứ hai là món công tắc đèn. Mình chế công tắc đèn cho anh em với độ mạch tăng sáng cho anh em, là hai cái gói cơ bản mà mình làm lâu nay, làm rất nhiều. Trên tất cả các dòng SH350 hay 150 gì mình cũng làm hết. Nhưng cái chế độ Dummy xi nhan nè, chế độ Hazard nè, rồi kèn sò nè, là mình không có độ cho khách hàng nha. Mình báo trước để anh em gọi anh em hỏi, mất công mình trả lời riêng từng người, mất công lắm. Rồi cái nút passing này mình cũng không có làm luôn, bởi vì thực sự ra những cái gói độ này á, nó tốn nhiều công sức, nhiều chất xám của mình, và mình chỉ làm riêng cho mình xài thôi. Nếu như phổ cập nó lên cho khách hàng, mình không đủ thời gian công sức để làm riêng cho từng người. Và nếu như mình đủ thời gian công sức làm riêng cho từng người thì cái giá mình làm, mình tính nó thực sự nó cao thực sự. Mình báo giá mình cũng ngại với anh em lắm. Anh em đã không làm rồi còn quay lại chửi, má cái thằng này nó làm chém chặt chém đắt đỏ, bỏ mẹ ra tao éo cần làm, thì bây giờ báo giá làm gì, đúng không? Cho nên là tốt nhất là mình không làm ngay từ đầu. Những cái gì phổ biến nhất, làm dễ nhất, nhanh nhất và chất lượng nhất cho anh em là mình làm. Nhưng mà tăng sáng của mình giá rất rẻ luôn, công tắc đèn mình chế rất rẻ luôn. Mạch tăng sáng có 2.4 triệu thôi, công tắc đèn có 300.000 thôi. Giá này là giá thấp hơn trên thị trường so với các cái shop khác, và chất lượng mình làm cũng cao hơn nữa thì mình làm được. Còn cái gì đó mà mình làm giá đắt hơn thị trường là mình ngại làm lắm.
là anh em thông cảm cho mình là mình không làm kèn, không làm nút bắt xin đổ đây, không làm haza, không làm động IC nhanh nha. Ok.